Chị Lê Trần xin được trở lại với chương trình Kiến thức Y khoa Gia đình và Xã hội cùng với sự góp mặt của trung sĩ cảnh sát của thành phố Westminster Phương Phạm, một người mà chắc chắn là quý vị thường xuyên thấy hiện diện trên những cái sinh hoạt của cộng đồng Việt Nam của chúng ta. Trong cái thành phố Westminster Police Department, tư cảnh sát của Westminster đó Phương, thì không biết cho tới ngày hôm nay đó là mình có nhiều hoặc là có thêm những cảnh sát viên là người Việt Nam để mà có thể nói được cái ngôn ngữ của cộng đồng Việt Nam của chúng ta, để mà có thể hướng dẫn những người dân khi mà và giải thích khi mà họ phạm pháp. Ngoài Phương rồi, ngoài những anh em chị em đã mình đã gặp mặt rồi. Thì thưa quý vị, thì cảnh sát sở cảnh sát Westminster cũng đã mướn thêm, hiện giờ thêm có 4 người cảnh sát viên gốc Việt. Và những anh chị em này thì lớn lên ở Mỹ, sinh ra ở Mỹ nhưng mà cũng biết cũng nói được tiếng Việt. Được tiếng Việt thì để giúp cho cộng đồng mình, thì Phương sẽ từ từ mình sẽ đem những anh em này đến để gặp mặt quý vị. Dạ vâng, đó là một cái điều mà chị thấy rất là quan trọng. Tại vì trong cái quá trình làm việc của thành phố thì đôi khi những người dân mình không nói được tiếng Anh, rồi họ cũng rất không biết làm sao giải thích với người cảnh sát viên tại sao họ làm điều đó, rồi có những cái sự hiểu lầm, rồi đâm ra họ nhìn cảnh sát giống như một hung thần. Cảnh sát coi vậy chứ mà hiểu họ hiền lắm quý vị ơi. Không phải là hiền, nhưng mà tại vì you guys được huấn luyện, you've been trained để mà bảo vệ cho người dân. Tuy nhiên cái vấn đề mà bây giờ mình nói về cái vấn đề bảo vệ đó, thì trong những cái tháng vừa qua đó cũng có rất là nhiều cái câu chuyện xảy ra rất là đáng tiếc, đáng buồn trong cộng đồng Việt Nam của mình, là có những cái thành phần người xấu đã dịch đồ hoặc là cướp giật những người phụ nữ yếu đuối, ngay cả những người lớn tuổi khi đi về một mình ở phía sau garage, rồi họ tấn công phía sau. Những điều đó làm sao những cái ti cảnh sát có thể giúp cho người dân mình được hả Phương? Dạ thưa quý vị, thì cũng gần như chị nói, cũng gần đây thì nhất là cái chuyện mà mình nghe đến rất nhiều là cái chuyện mà ở Garden Grove. Thì mình không có thể nói về cái cách làm việc ở Garden Grove, nhưng mà mình nói chung đó, thì thưa quý vị, nhiều khi mình thấy cái chuyện như vậy, mình có nhiều người nói với Phương, ồ tại sao cộng đồng mình bị như vậy, và tại sao nguy hiểm, và tại sao ăn cướp, ăn trộm xảy ra rất nhiều. Và thưa quý vị, nói chung cái cộng đồng Việt Nam mình ở đây nói chung là rất là yên bình an, chứ không có phải như mình thấy như trên, so với lại những cái cộng đồng khác. Đúng, và cái chuyện đó ăn cướp, ăn trộm, ăn cắp thì cũng xảy ra ở bất cứ cộng đồng nào, thành phố nghèo, thành phố giàu, thành phố lớn, thành phố nhỏ, chuyện đó xảy ra ở bất cứ chỗ nào. Nhưng mà có những cái trường hợp mình, người dân, mình có thể làm gì để bảo vệ cho mình, riêng mình, thì cái mà Phương thấy thì quý vị nên hay làm, nhất là cái mình đề phòng những cái chuyện hoặc là những cái gì chung quanh mình, giống như mình đi ra đường thì mình nên dòm ngó chung quanh mình, hoặc là chứ mình có nhiều khi nhất là mấy bà mấy cô hay đi ra ngoài đường rồi ngồi đi với nhau nói chuyện và không có để ý chuyện xung quanh mình, thì không phải là nhiều người nói ồ tại vì cái thành, nếu mà thành phố an toàn thì mình đâu có cần làm như vậy, nhưng mà thật sự thì lúc nào mình cũng phải đề phòng những cái chuyện xung quanh mình, thì nên dòm ngó. Và những cái người mà thí dụ như quý vị nào ngồi ở trong tiệm hoặc là đi xe ngang, thì nếu mà thấy cái gì quý vị cũng nên gọi cảnh sát báo cho cảnh sát biết. Thì thấy những cái gì mà mình thấy không có bình thường, hoặc là thấy một cái người nào mình không có để, không có bao giờ thấy ở trong cái xóm của mình, những chuyện như vậy quý vị có quyền gọi cảnh sát, thì cảnh sát lúc nào cũng sẽ trả lời điện thoại và đến để xem xét hay là coi những cái chuyện như vậy. Nhưng mà Phương có nghĩ là những cái người chung quanh đó khi mà thấy sự việc xảy ra họ làm lơ, họ không có để ý tới, hoặc là họ không có làm một cái hành động gì cả để mà giúp cho người nạn nhân, nó ngay cả đến việc la lớn lên, không cần phải tấn công cái người gian, chỉ cần la to lên thôi cũng đủ để làm giảm đi cái làm cái kẻ gian nó mất tinh thần, nó cũng sợ rồi. Thì chị không hiểu là tại sao những lúc đó những người chung quanh đó không làm gì cả. Dạ thưa chị, thì Phương nghĩ cái sợ bị trả thù.
Đó là một một trong những cái mà Phương thấy có nhiều người mình đến mình hỏi, tại vì cái người đó đã là một người nhân chứng và đã chứng thấy chuyện xảy ra, mình đến hỏi thì cảnh sát đến hỏi thì đã thấy gì, có nhiều người không muốn nói tại vì sợ trả thù. Thưa quý vị, nếu mà quý vị nói cho chúng tôi biết thấy như thế nào, và nếu mà quý vị nói, nếu tôi có thể nói, nhưng mà thí dụ như quý vị nói tôi không có muốn tên nếu tuổi này kia thì cái chuyện đó cũng được, nhưng mà nếu mình chỉ có cần làm chứng ngay cái lúc đó thôi thì cũng được, thưa quý vị. Và nhưng mà cái mà Phương thấy thí dụ có nhiều người nói bộ tại sao tôi không có muốn get involved ngay những điều đó, quý vị chỉ cần gọi cảnh sát thôi cũng được, và cảnh sát cũng có, không có đòi hỏi mình phải nhảy vô để can thiệp. Thì cái tốt nhất á, thì tại vì mình không có muốn quý vị bị thương hay là bị chuyện gì xảy ra, thì nếu mà quý vị cứ gọi cảnh sát thì để cảnh sát đến làm việc cũng được. Nhưng mà cái mà Phương muốn nói ra thì là quý vị nên đề phòng, và nếu mà có gì cứ gọi cảnh sát để cảnh sát đến làm việc. Và Phương thấy trong cộng đồng mình giống như một cái văn hóa hồi đó giờ là hay sợ, không có muốn chuyện của tôi lo, tôi không có muốn lo đến chuyện người khác. Nhưng mà thưa quý vị, mình ở chung với nhau trong cộng đồng thì mình giúp với nhau, thì nếu mà mình thấy gì thì cứ lên tiếng để giúp đỡ với nhau. Nhất là thời nay cái điện thoại nó rất là high tech. Quý vị có thể quý vị không có muốn nói, nhưng mà khi mà quý vị có cái phone cầm lên chụp hình hoặc là quay video, đó là một cái bằng chứng cụ thể nhất để chúng ta có thể giúp cho người nạn nhân. Và ngay như trung sĩ có nói là đâu cần mình phải nhào vào để mà đánh đập nhau chi, chỉ cần la tiếng la to thôi. Chú Lý thấy là ông trời cho mình cái miệng, một miệng đỡ tay chân mà quý vị, thành thử ra đôi khi mình chỉ cần la to lên là cũng làm cho cái kẻ gian nó cũng bị ảnh hưởng cái mưu đồ của nó. Thì cái đó là một cái tâm lý, thì như là tại vì thường ra mấy người đó đâu có muốn bị bắt đâu, thì đúng nếu rồi. Mà quý vị la lên là có nghĩa là đã thấy họ làm cái gì và người ta họ sợ họ sẽ bỏ chạy thôi. Thì xin quý vị, nếu mà thấy quý vị cứ lớn tiếng la lên hoặc là gọi cảnh sát đến hoặc là nói cho một người khác để giúp cũng được. Nhưng mà cái quan trọng nhất là những cái sự mà involve của Phương thấy đối với những cái cộng đồng người Mỹ đó, người ta hay gọi cảnh sát nhiều hơn là trong cái cộng đồng Việt Nam mình. Thành ra khuyến khích quý vị nên gọi nếu mà có chuyện gì, bất cứ chuyện gì, nếu mà không có cái gì cũng được, cảnh sát đến cũng đến được. Quý vị ơi, chú Lê phải nói gì là cảnh sát ở mỗi thành phố họ rất là muốn bảo vệ chúng ta, và nhưng mà nếu mà chúng ta không sử dụng cái quyền làm dân, người dân của chúng ta không có sử dụng cái phương pháp 911 để gọi tin cảnh sát, thì đó là một cái sự thiệt thòi cho chính bản thân mình. Tại vì bây giờ Julie nói thẳng, có Phương ở đây làm chứng là mỗi lần gọi như vậy mình đâu có phải nêu danh của mình, đúng không? Hoặc là mình nếu quý vị không có muốn nói quý vị là ai hoặc là ở đâu, quý vị cũng có quyền. Và thưa quý vị, bây giờ quý vị cũng có thể text 911 chứ không phải họ đó chỉ gọi thôi, bây giờ text 911 cũng được. Rồi với lại ở đây cảnh sát, nếu mà quý vị gọi cảnh sát đến làm việc không có tốn tiền quý vị, free service. Gọi 911, gọi ambulance free. Thì tốn tiền. Ambulance khác, ambulance là bên cứu hỏa. Nhưng mà cảnh sát hoàn toàn miễn phí quý vị. Đó là cái sự khác biệt mà có thể chúng ta có cứu được cái mạng sống của chúng ta, mà cứu được những cái sự có thể mình có thể tránh được những cái đáng tiếc xảy ra khi mà quý vị gọi cho ti cảnh sát. Đó là một cái dịch vụ mà ti cảnh sát đã đặt ra để cho người dân có thể sử dụng. Tại sao chúng ta không sử dụng để mà công việc của họ có thể dễ dàng hơn và cái đời sống của chúng ta cũng được bảo vệ, phải không Phương? Vâng, xin quý vị tiếp tục theo dõi, chúng tôi sẽ trở lại sau phần quảng cáo ngắn của các cơ sở đã bảo trợ cho Little Sài Gòn TV, và mong rằng quý vị sẽ tiếp tục hỗ trợ cho các cơ sở thương mại này. Xin quý vị đừng rời máy, chúng tôi sẽ trở lại trong vòng 5 phút.